này hỗ trợ nha. Mà tôi nói rồi nha, ông đi cái hỗ trợ gì á, hỗ trợ chất lượng cao á, mà sao mỗi lần ông về á, ông đưa là hàng giả, hàng chất lượng thấp vậy. Tôi không nói biết đâu, tôi phải kiện, tôi phải lên gặp cái ông sếp tôi kiện. Mà tôi nhớ rồi, sẵn có các chị ở đây tôi cũng hỏi luôn, mình cũng là một fan trung thành của Sài Gòn Tiếp Thị chứ bộ. Nè, báo gì của Sài Gòn Tiếp Thị tôi cũng biết nha. Sài Gòn Tiếp Thị online, đó, báo ngày đó. Rồi Sài Gòn Tiếp Thị tuần ha, rồi khám phá, rồi cảnh quan, rồi kiến trúc đời sống. Không có cái gì là tôi không biết. Vậy đó, vậy mà Sài Gòn Tiếp Thị nọ đối xử với bạn đọc thân thiết của đại đó. Bởi vậy tôi nói tôi phải đi kiện, tôi phải hỏi cho ra lẽ tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Má ơi, má, ba về kìa. Ủa, mình đã về đó hả? Má về. Không được, không được. Vô đây, vô đây, cởi đồ ra tôi kiểm tra liền. Không được. Lần nào đi hội chợ về nha, tôi cũng thấy ông nó có gì khác khác. Ông nói ông đi hội chợ, ông nói đi hội chợ mà nhìn nó coi lần nào về nha cũng giống như là đi nghỉ mát vậy đó, đi resort hay gì đó. Trời ơi nè, nhìn đi, trời ơi, ông đi tắm biển nè, ông nói còn mập hơn nữa má ơi. Thôi nha mày, quyền phức quá đi nha, đừng có chuyên quen rẻ phí nha mày. Ở đây cơ quan ta chưa có ai cái vụ mà làm là sang ra nha. Đừng có làm, tao làm đầu tiên rồi nha. Tôi không có tin, để tôi hỏi thử coi nha. Được rồi, để bây giờ có sẵn mấy ông sếp cho Sài Gòn Tiếp Thị với cái tổ chức gì á mà chăm lo đời sống cho anh em cán bộ công nhân viên á của Sài Gòn Tiếp Thị, tôi hỏi nha. Nếu mà đúng là đi hội chợ về mà mấy ông chồng vẫn là very good thì tôi nói thiệt, đừng có nói 10 cái hội chợ mà 20 cái hội chợ tôi cũng ủng hộ. Vâng, không biết câu hỏi đó của diễn viên người vợ đặt xuống, không biết là có ai có xung phong trả lời câu hỏi này không ạ? Là không biết từ trước đến giờ có anh nào mà đi công tác rồi vì lý do đó mà phải Satara ở cơ quan mình không? Satara xin chú thích đó là lý gì? Vâng, chị Thu Thủy đã trả lời. Chị má Thu Thủy tức má mì đã trả lời. Không, chưa bao giờ có. Rất chắc chắn, một câu nói chắc nhất. Vâng, và bây giờ chị Đoàn xin nhường cái sân khấu lại để những cái chương trình sắp tới của chúng ta, đó là ban biên tập có một số thông tin muốn thông tin đến gia đình của chúng ta trong ngày hội gia đình ngày hôm nay. Dạ. Rồi con giới thiệu con hóa trang thành nhân vật nào? Con hóa trang là siêu nhân. Siêu nhân? Siêu nhân gì? Siêu nhân cá mập. Siêu nhân cá mập màu gì? Màu xanh. Màu xanh, siêu nhân cầm cái kiếm nữa. Rồi con muốn một cái kiếm, muốn bài kiếm cho mọi người coi. Rồi các bạn đứng giặt ra, giặt ra, nhìn chúng kiếm. Rồi tập luôn. 1, 2, 3, 4, và dứt điểm. Rồi cảm ơn các bạn. Yes, wow, siêu nhân bị giật kiếm rồi. Không sao. Tuyết ơi ra đây và Tuyết ra đây. Rồi xin mời. Tiếp theo, con hóa trang thành nhân vật nào? Con khủng long. Khủng long, khủng long lớn hay khủng long nhỏ? Khủng long lớn. Khủng long nhỏ đâu? Đây. Khủng long nhỏ tên gì? Mimi. Hai người dắt tuồng lượn không nó, cho nên là hai khủng long không trả lời được gì hết. Trả lời lại, khủng long nhỏ tên gì? Khủng long lớn tên gì? Vũ Thị Vũ. Vũ Thị Vũ, rồi. Giờ tới khủng long nhỏ. Con tên gì? Rồi khoan con giặt ra cho khủng long nhỏ nói chuyện. Con tên gì? Chú nói mi mi quá trời mà con chưa nói. Sao có méo nữa. Đây là khủng long nhỏ Mimi rồi. Giờ nhân vật cuối cùng của chúng ta rồi, con tên gì và ai đã chuẩn bị bộ đồ này cho chú thấy? Bộ đồ này đẹp lắm á, chú mê cái dương miệng này rồi á. Tại bữa câu hoa hậu chú thấy. Con là Vũ Thị Minh Thư, ba chuẩn bị cho con. Ba con tên gì? Ba Nguyễn Xuân Minh đã chuẩn bị cho con. Hay quá, bộ đồ này đẹp quá. Rồi, bây giờ
tất cả các doanh nghiệp ở Giang đâu, Bạch Tuyết đâu, còn thêm người nữa, con tên gì? Nguyễn Thảo My, đúng không? Nguyễn Thảo Nguyên, à Nguyễn Thảo Nguyên, rồi con hóa trang thành nhân vật gì? Hóa trang chú cội. Chú cội, chị Hằng đâu? Đây nè. Rồi, chú cội chị Hằng đứng vô. Rồi, còn ai nữa không? Còn ai hóa trang nữa không? Lên luôn nha. Chụp tấm hình này là đắt giá lắm nha. Rồi, Bạch Tuyết rồi, Bạch Tuyết đứng ra đây. Rồi, siêu nhân cá mập, giang kiếm ra. Để kiếm lên, để chân lên phía trước. Rồi, hai khủng long đâu, đứng hai bên. Hai khủng long đứng hai bên. Để tay gồng lên. Đó, khủng long nhỏ đâu qua đây. Xong chưa? Rồi, rồi ba Lê Quang Nhật ơi, chụp tấm hình đi. Trời ơi, có thêm một nhân vật nữa. Nhân vật này quá trang từ hành tinh nào đây? Phan con ơi, con là... con của mẹ nào? Con của mẹ của mẹ Ngọc. Mẹ Ngọc ơi, mẹ Ngọc có trang gì đó không? Quá đẹp luôn. Rồi, vô luôn đó, đứng kế siêu nhân luôn. Con sẽ là siêu nhân dự bị. Rồi các bạn ơi. Rồi xin tất cả các anh chị cho một vòng pháo tay đối với tất cả các bé của chúng ta. Rất đẹp. Và xin cảm ơn tất cả gia đình đã có sự chuẩn bị cho tiết mục này. Khoan, các con khoan về mất quà chú lấy hết. Còn mấy con dưới dẹt ra, không có lên lấy quà nữa nha, dẹt ra. À, xin mời chị. Không có lên. Dạ, xin mời anh Đặng Công Chánh lên trao các cái phần quà để xin xin cho các bé. Con ơi, giờ dẹt ra cho các cháu lên. Rồi lên luôn con. Rồi xin mời bác Chánh lại chụp chung tấm hình luôn. Khoan cũng lâu nhỏ, khoan con ơi, vô chụp hình. Rồi bác Chánh thôi, bác Chánh đứng chính giữa luôn. Anh rồi con vô luôn con. Con nãy giờ thấy con lên ngoài luôn. Vô luôn, chụp tấm hình. 1, 2, 3, siêu nhân như vậy, nhìn chú chụp hình, bỏ lên. Rồi, quá đẹp, rồi, mời các con xuống.
Đã chuẩn bị, sau đây chị đàn cũng hết bài rồi. Nếu anh chị nào còn tiết mục nào muốn tham gia thì xin mời các anh chị bước lên sân khấu.
Là các anh đi hội chợ là về vé đi quốc, chỉ có mấy anh ở nhà làm tòa soạn á, như anh Công Khanh rồi đó, thì nó có thể là không vé đi quốc thôi, tại trực đêm nhiều quá. Hôm nay tôi rất là xúc động vì thấy có những người bạn của báo Sài Gòn Tiếp Thị từ hồi có chút cháu bây giờ đã to lớn vật vả rồi. Có nhiều em thiếu nhi ngày nào bây giờ đã bắt đầu trưởng thành, có người yêu rồi. Có nhiều anh chị là cán bộ của báo Sài Gòn Tiếp Thị bây giờ đã làm ông bà rồi. Gia đình của báo Sài Gòn Tiếp Thị của chúng ta có thể nói là đã có một cái bước trưởng thành rất là nhanh chóng, sinh sôi cũng nhanh, từ nó vượt chỉ tiêu của nhà nước, tức là mình từ 40 nhân viên bây giờ chúng ta đã có một cái gia đình 100, trên 100 nhân viên và rất nhiều cái thành viên khác ở trong gia đình. Con cái của chúng ta rất là vui mừng là cũng đã có những cháu đang đi du học ở nước ngoài, đang trải qua những cái thời kỳ rèn luyện để có thể tiếp tục đóng góp cho cái sự nghiệp mà cha mẹ của các em đã khởi xướng. Nhiều cháu của cơ quan chúng ta học hành rất là thành đạt. Đó là cái niềm vui không phải chỉ của từng người làm cha làm mẹ mà của cả ban biên tập và cán bộ công nhân viên của chúng ta. Đây là cái sinh hoạt ngày hội gia đình lần thứ hai. Sau khi chúng ta đại hội công nhân viên chức đã quyết định là hàng năm chúng ta tổ chức định kỳ như thế này là một cái dịp để trước hết là gặp gỡ toàn bộ cán bộ công nhân viên của chúng ta từ các vùng các miền và ở tại Sài Gòn, bên cạnh những cái người đã gắn bó một cách rất là chặt chẽ với tờ báo, như chị cái vai mà chị Phương Giao đóng cũng chịu nhiều thiệt thòi, nhất là có nhiều anh chị dù sao đi nữa là cũng công tác xa. Tôi thấy là một số anh chị mà lớn tuổi đi công tác xa cũng vất vả, nhưng một số, đặc biệt là một số anh chị trẻ mà mới lập gia đình, nhiều khi cưới xong rồi cũng lại đi công tác, cũng là một cái thiệt thòi. Cho nên thay mặt cho ban biên tập báo Tuổi Trẻ, trước hết là cảm ơn cái sự hy sinh của các cái gia đình ở báo Sài Gòn Tiếp Thị đã các anh chị ở các gia đình đã hy sinh để cho cán bộ công nhân viên của báo Sài Gòn Tiếp Thị hoàn thành được cái công việc. Hy vọng là chúng ta sẽ có những cái ngày hội gia đình những năm tới đông vui hơn nữa, chứng kiến nhiều cái sự thành đạt của con em chúng ta hơn nữa, và chúng ta chứng kiến được những người bạn trẻ mới gia nhập vào trong cái đội ngũ Sài Gòn Tiếp Thị có rất nhiều sáng kiến, có rất nhiều cái niềm vui để cùng chia sẻ và cùng đóng góp với lại cán bộ công nhân viên của chúng ta. Thay mặt ban tập, trước hết là kính chúc các gia đình của Sài Gòn Tiếp Thị chúng ta hạnh phúc, thành đạt. Kính chúc toàn bộ cán bộ công nhân viên của chúng ta, đặc biệt là các cháu, có nhiều cái động lực để phấn đấu tốt hơn trong cái năm học mới và trong cái chặng đường công tác sắp tới, nhất là tờ báo chúng ta đang đứng trước rất nhiều cái cơ hội phát triển và trước rất nhiều những cái thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Tôi mặc dù là cơ quan của chúng ta rất là đông và hôm nay cái sự có mặt cũng rất là đông đảo, thì chúng ta cũng không quên các anh chị ở các cái vùng xa, ở văn phòng Hà Nội, ở văn phòng Cần Thơ, ở văn phòng miền Trung, và những anh chị đang đi công tác không có điều kiện thu xếp về chia vui trong cái cuộc hôm nay. Tôi muốn gửi tới các anh chị đó một cái không khí của cái ngày vui hôm nay. Đặc biệt là tôi muốn gửi cái lời chúc mừng đối với các cái bạn còn son rỗi như tôi. Một cái đề nghị vừa cũng là một cái lời chúc mừng, chúng ta sẽ nhanh chóng có được
những cái chỗ ngồi không có lẻ loi như là sớm bàn bên kia. Báo Sài Gòn Tiếp Thị sắp tới sẽ có những cái cải tiến, và cái cải tiến đó nếu chúng ta làm thành đạt thì chúng ta có điều kiện tốt hơn để chúng ta tổ chức những ngày hội vui như thế này nhiều hơn và có nhiều cái ý nghĩa hơn. Tôi hy vọng là sang năm chúng ta sẽ có một cái ngày hội gia đình thật sự hoành tráng và thật sự có nhiều